Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 16 tháng 8 năm 2023. Em có về mấy dòng điện thoại và máy tính bảng. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại máy tính bảng của anh chị xem ưng cái nào chốt liên hệ với em nha. Mình bán điện thoại ở sau lưng sân vận động Long An, đối diện với trung tâm văn hóa Nhà Tròn. Khách nào có nhu cầu mua máy thì tới liên hệ giùm em nha. Nhiều khi em ra trễ hoặc là nhiều khi em có công việc em nghỉ, cô bác anh chị cứ liên hệ với em sẽ rước hoặc chỉ đường. Ra tới sân động làm ơn điện thoại giùm em nha, để mua máy lộn người nha, tội nghiệp em nha. Tại em bị hoài cho nên em mới cảnh báo trên kênh em thôi. Khách trước khi đi điện thoại giùm em, rồi ra tới sân động không thấy em thì điện thoại giùm em. Rồi, tiếp theo Oppo camera lồi thục nha. Em bán tầm giá từ 400 tới 2 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu đổ lại nha. Tùy theo khách, nhiều khi khách muốn mua máy rẻ tiền đó là do em hết máy nha cả nhà. Giá nào em cũng bán đó. Giá mắc một chút thì cái cấu hình nó mạnh, còn giá rẻ thì rẻ một chút thì nó chạy hơi chậm chút. Nói chung tiền nào của đó, còn máy là em test ok nghiêm chỉnh cho khách đó rồi. Em không có khi nào bán máy ám ố hay đổ mực hay bể màn vậy. Nói chung em bán máy nghiêm chỉnh cho người ta xài không à. Rồi, Oppo K3 Android 11 chấm, RAM 64GB nha, màn hình 6.5. Oppo K3 nha. Camera lộ thục nha cả nhà. Camera lộ thục, camera sau nè, camera trước nè. Tình trạng bà sao báo hết nha. Rồi 2.100.000 cho các anh chị nha. Máy đẹp keng nha, tặng ấp lưng cho các anh chị luôn. 2.100.000 cho khách. Rồi tiếp theo A21S. A21S RAM 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000 nha. Cây này em cũng đang xài nè, em xài là YouTube nè. Em bán cho hàng trên YouTube, em quay video nó cấu hình nó cũng mạnh lắm nha cả nhà. Thẳng ấp lưng cho khách luôn nha. A21S, máy xanh đen, đẹp trên 80%, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. Full chức năng nha. Các bác anh chị nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ em, ra sân động không thấy em thì làm ơn điện thoại em giùm nha. Rồi, giá 1.900.000 cho các bác anh chị nha. A21S. Rồi, Samsung A03 RAM 32GB, cây này đặc biệt là mình bỏ SIM vô mình mới xài được nha cả nhà. Bỏ SIM vô mình mới test máy được. Ứng dụng nó thì vậy nhưng mà full chức năng nha, không lỗi lầm gì hết nha. Màn hình 6.5, pin 5000, 32GB. A03 Samsung chính hãng, không giờ bán đồ tầm bậy, đồ Trung Quốc cũng không bán luôn nha cả nhà. Kênh em là chuyên bán đồ chính hãng không à. Nói chung em cũng dân lao động như của bác anh chị thôi, trời xui khiến em có cái nghề bán điện thoại này cho nên em mới ra bán điện thoại thôi. Chứ hồi đó em cũng mà là một đứa công nhân đi ra thôi. Rồi giá 1.500.000 cho của anh chị nha. A03 1.500.000, pin 5000, màn hình 6.5. Rồi A03S luôn, màn hình 6.5 luôn, pin 5000, cây này RAM 464GB nha, full chức năng luôn. Em bán máy cho khách quan trọng nhất là màn hình và pin nha, quá anh chị khỏi lo hai vấn đề đó. Tại vì máy người ta mua về xài là pin là phải xài 5-6 tiếng đồng hồ là lên mạng suốt, còn nghe gọi thì phải một ngày mới pin tới tối, chứ xài chút xíu hết pin là mất công. Rồi mất công người ta điện mắng vốn mình, bảo hành tới bảo lui mất công cực lắm. Cho nên trước lúc mà nhập về bán cho anh chị là phải test ok nghiêm chỉnh hết. A03 màn hình 6.4, pin 5000, giá 1.900.000 cho anh chị nha. 1.900.000. Samsung A10S 32GB, màn hình 6.1, 6.2, full chức năng, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. Máy đẹp keng gần 90% nha cả nhà. Màn hình của em thì của anh chị khỏi lo đi ha. Em test ok hết, liệt một điểm em cũng không nhập nữa. Tại vì nói chung dân mình, cộng đồng mạng mình bây giờ người ta hay lắm. Trước khi đi mua máy hay là cái gì người ta mua đồ trên mạng là người ta đã nghiên cứu kỹ rồi. Người ta biết tình trạng sau máy người ta mới đi mua, người ta test máy người ta mới mua. Cho nên máy liệt một góc em cũng không nhập nữa. Nhập về cái khách người ta biết test máy rồi bắt đầu liệt cảm ứng người ta đâu có mua. Rồi mình nhập về mình lỗ. Rồi mình cũng đâu bán được ai đâu, mình vừa lỗ mà mình mất uy tín nữa. Cho nên máy em là quan trọng nhất, màn hình và pin, tất cả các chức năng đều full ok hết em mới nhập nha. Rồi A10S
giá 1.300.000 cho các anh chị luôn nha. A10S Samsung A30 S, A30S RAM 464GB, màn hình 6.4, pin 4.000 luôn. Tặng ốp lưng cho các anh chị 2 SIM 1 thẻ nhớ. A30S 1.800.000 cho các anh chị, giá cũ không lên giá luôn, 1.800.000 nha. Xanh. Rồi tiếp theo Samsung A20, A20 RAM 32GB, màn hình 6.5, màn hình 6.4, pin 4.000 nha. Mình đánh game liên quân chi phai được, hát karaoke được. Tại Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng nha. Rồi cây này là giá là 1.400.000 của bánh chị nha. 1.400.000. Rồi C7 Pro RAM 3 32GB, màn hình 5.5, pin 3600, em có hai cây nha, vàng đồng và màu đen nha cả nhà. Vàng đồng và màu đen. RAM 3 32GB full chức năng. Nói chung cái dòng đi bể rồ này á, nói chung là cái lo nó như đài phát thanh vậy cả nhà. Cái lo nó rất là lớn, nó khác biệt với mấy cái máy khác. Cái lo nó thanh lắm, nghe gọi cũng thanh, mà mình nghe nhạc nó cũng thanh rần rần, chuông điện thoại cũng lớn dữ lắm. Cho nên mấy cái dòng này em bán được lắm. Lúc trước là 1.800.000, 1.900.000 cả nhà, nhưng mà bây giờ tùy theo thời điểm, cho nên bây giờ nó còn có 1.250.000 ha, em không rớt được nữa, tại giờ nó nằm tầm trung đó rồi. Còn nơi nếu mà nó rớt nữa thì em rớt cho nó rẻ cho các bác anh chị dễ mua dễ xài nữa, 1.250.000 nha cả nhà, full chức năng hết. M20 RAM 32GB, màn hình 6.4, pin 5.000 nha. Cái dòng này thì pin nó pin con trâu rồi đó, full chức năng hết. Rồi 1.500.000 của anh chị luôn. M20 1.500.000. Android 10 chấm. Còn các anh chị nào có muốn ra nghề bán điện thoại như em vậy, cứ điện thoại cho em, em sẽ tư vấn, em sẽ chỉ cho các anh chị ra bán hàng như em vậy. Nói chung em giúp được ai gì em giúp ha. Các cô chị bác anh chị nào muốn đổi nghề á, mình không muốn làm gì đó, bây giờ muốn ra bán điện thoại như em, bán hàng online hay bán như em vậy, em sẽ tư vấn cho các anh chị. Muốn nhập hàng em cũng được, mà không nhập hàng em cũng được. Nhập hàng em á thì em để sỉ lại cho các anh chị ha. Còn các anh chị nào ở cửa hàng nào hay đâu đó muốn nhập máy em thì cứ liên hệ với em. Em vẫn là giao số lượng nhiều bình thường. Mấy năm nay em vẫn giao cho cửa hàng, giao sỉ này kia cho cửa hàng bình thường. Còn bạn nào muốn ra cái nghề bán điện thoại này nè, khổ quá bây giờ làm gì cũng không được, hay làm công nhân không nổi, hay gia đình có hoàn cảnh gì đó, cứ liên hệ với em sẽ tư vấn cho ra cái nghề bán điện thoại ha. Cứ liên hệ riêng với em. Rồi. Nói chung là sống trên đời này mình giúp được ai cái gì mình giúp. Mình giúp theo khả năng của mình. Em thì nói chung em cũng còn hơi khó khăn, nhưng mà em cảm thấy em giúp được gì ai em giúp vào nha. Rồi M20 pin 5.000, 1.500.000 cho khách. Rồi Samsung C5 RAM 2 16GB, màn hình 5 inch nha, full chức năng, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Máy em là lúc nào cũng đẹp trên 80% nha. Máy xấu em không nhập nữa nha. Tại ship hàng tới cho khách xem hàng trước lúc nhận hàng. Máy xấu quá người ta không nhận hàng, bơm hàng em, tội nghiệp em, bơm hàng em á thì tới nửa tháng hàng mới tới cho em. Còn ship cho khách thì hôm nay, ship ngày mai tới nha. Ngoài Bắc thì 3 ngày giùm em nha. Cho nên á là em ship hàng tới cho khách là khách người ta ok lắm. Ít khi nào bơm lắm. Chừng nào dữ lắm mới gặp mấy người bị phá mình á, phá mình mới bơm hàng thôi. Chứ tình trạng là em báo hết rồi. Cho nên khách nào tới nhận hàng cũng ưng, em ơi, máy ok em ơi. Rồi. C5 này 16GB nha, RAM 2 16GB, giá là 750.000 nha cả nhà. Rồi C7 nha, cũng RAM 2 16GB, màn hình 5.5 luôn, full chức năng luôn. 2 SIM 1 thẻ nhớ, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng luôn. Rồi. Giá thì 800.000 cho khách nha. Tình trạng thì ok hết rồi, em test hết rồi nha cả nhà. Rồi. Redmi A9 nha. Em có màu xanh. Màu xanh và màu đen, RAM 2 32GB nha. Cái này RAM 2 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000. Full chức năng hết, đánh game liên quân chi phai được, máy mạnh nha cả nhà. Rồi Redmi A9 giá thì 1.200.000 cho khách nha. Em không rớt giá nổi nữa nha cả nhà. Cái này lúc trước bán 1.350.000 rồi, bây giờ em không còn rớt giá được nữa cho cô bác anh chị, khỏi đừng có chờ em rớt giá cái cây này, đợi em rớt giá mới mua, không em không rớt nổi đâu nha cả nhà. Tại vì cái kênh em á là chừng nào dữ lắm em rớt chừng 50.000-100.000 thôi là em xả ra em lấy vốn rồi thôi, nhưng mà ít lắm, tại vì máy của em ok nghiêm chỉnh, em ôm hoài cũng không sợ nữa.
tại vì máy em không có máy, phải là máy tầm bậy cho nên em không có xả máy ra hay là gì tầm bậy đâu, cho nên em vẫn ôm từ từ, có khách nào cảm thấy ưng tao mua. Rồi Redmi A9 1.200.000 cho khách luôn nha. Rồi Samsung A9 RAM 6 128GB, Samsung A9 2018 hay 19 em quên rồi, dễ chữ L lớn em nha. Còn vân tay full chức năng. A9 2018. Android 10 chấm. Pin 38, nói chung pin cậm lắm nha cả nhà. Rồi 2.100.000 cho các bác dễ nhân 2 SIM 1 thẻ nhớ. Samsung chính hãng nha. Máy riêng màn riêng nha. Còn khách nào ra ngoài sân động thấy em điện thoại em giùm nha, tại sáng có nhiều khách không biết. Coi kênh em không có kỹ cái ban ngày á, muốn mua máy em chạy vòng ngoài sân động, em ơi em đâu rồi mà anh không thấy em ở đây. Chiều 4:30 em mới ra bán nha cả nhà. 4:30 5 giờ mới ra bán nha. Tại vì ban ngày không có bán được ngoài sân động. Ban ngày không ai mua đó. Rồi A9 2.1 100.000 cho khách nha. RAM 6 128GB. Rồi A03 RAM 3 32GB, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn nha. Máy đẹp keng luôn. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng luôn. Tặng dây sạc cho các anh chị luôn nha. 1.600.000 cho các anh chị. A03 1.600.000. Vivo RAM 4 64GB, màn hình thì 6.5, pin 5.000 nha cả nhà. Cây này là hôm nay là gần 2 tháng rồi cả nhà. Máy em vẫn ok nghiêm chỉnh đàng hoàng, cầm pin con trâu rồi, một tuần lẻ mới sạc nó nè. Cái dòng này nó cầm pin thấy sợ luôn, pin 5.000. Máy ok nghiêm chỉnh nha. Nói chung là máy nghiêm chỉnh lắm, chất lượng lắm, nói chung là nhập về bán cho khách là phải test ok. Tại vì em về em đâu bán ra đều được. Có những máy khách chưa có ưng, hoặc là người ta ưng rồi chứ ta chưa có tiền mua, cho nên từ từ người ta mua. Cho nên em cũng từ từ bán. Rồi, 1.750.000 cho khách nha. Hiện tại em còn có một cây Vivo duy nhất thôi nha, hết Vivo rồi. Rồi, Samsung A02 RAM 3 32GB, em có màu đen và màu xanh nha. Màn hình 6.5, pin 5.000. A02 RAM 3 32GB, pin 5.000, full chức năng hết nha. Tại Zalo, Facebook, YouTube đánh game liên quân chi phai được, hát karaoke luôn nha cả nhà. 1.600.000 của bác anh chị nha. 1.600.000. Rồi A02 luôn nha. Cây này phiên bản đặc biệt, RAM 4 64GB, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn. Full chức năng hết, chui sạc taxi nha. Làm YouTube được, TikTok những được, nhưng bán hàng online cũng được luôn. Tặng up lưng cho các anh chị luôn, giá là 1.800.000 cho các anh chị nha. RAM 4 64GB 1.800.000. Rồi iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, hàng sắp tay của Singapore, chỉ có đặc biệt cây dòng 12 Pro Max, 13 Pro Max là em bán hàng của Singapore nha. Còn tất cả các dòng đều chính hãng hết, 512GB nha. 12 Pro Max thì 1.500.000 cho các anh chị. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng, mẫu mã y chang hàng chính hãng. Nó chỉ khác là hàng sắp tay đem về thôi nha cả nhà. Giá 1.500.000 cho khách. Còn 13 Pro Max thì nó là 1.800.000 cũng 512GB luôn. Màu trắng nha. Rồi Oppo A3s RAM 2 16GB, pin 4200, màn hình 6.2 luôn nha cả nhà. Full chức năng luôn. Đánh game liên quân chi phai được, máy mạnh luôn nha. Em có màu đỏ nha, 1.200.000 cho khách, và màu xanh tím. Thôi cây này em tặng úp lưng cho khách nha. Hôm nay mấy cái dòng này em bán không có tặng, nay em tặng nha. Tri ân khách hàng luôn, tặng úp lưng cho khách luôn. A03S nha. A03S 1.200.000 cho các bác anh chị. Rồi Samsung A11 RAM 3 32GB, màn hình 6.4, pin 4.000 luôn. Full chức năng luôn nha cả nhà. 1.600.000 cho các anh chị luôn, 1.600.000. 2 SIM 1 thẻ nhớ, máy mạnh nha, đánh game liên quân chi phai được luôn nha cả nhà. Full chức năng đẹp trên 80% nha. Taxi nha, chưa sạc taxi. Rồi Oppo F1S RAM 4 RAM 3 32GB, xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng luôn nha cả nhà. Cái này một bữa hổm em bán 1.000.000 mà nay em còn bán 950.000 cho khách thôi. 950.000. Máy khuôn đúc nha. Tại 2 SIM 1 thẻ nhớ, 950.000 cho khách. Rồi em còn một cái iPhone nha.
iPhone 6S Plus 32GB mất vân tay. 1.650.000 cho quý anh chị nha. Em tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng. Máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà. Còn cô bác anh chị nào không có tài khoản thì em cho mượn tài khoản xài nha. Rồi, hàng chính hãng nha, không bán đồ Trung Quốc nha. 1.650.000 cho cô bác anh chị màu bạc, tặng ốp lưng cho khách luôn. Rồi em còn cái iPhone 6 lút nha, này không phải là ớt nha, 6 lút màu vàng đồng, 64GB luôn, full chức năng hết luôn, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok nha. Hàng cũng chính hãng luôn nha, máy sạch không vướng tài khoản luôn. Rồi phiên bản LA của Mỹ nha cả nhà, 64GB nha. 1.550.000 cho quý anh chị luôn nha. 1.550.000 tặng ốp lưng cho khách luôn. Rồi tiếp theo Redmi Note 5 nha, máy đẹp keng luôn. Redmi Note 5 máy đẹp keng, gần 90% luôn. RAM 4 64GB. Cái dòng Redmi này là đánh game liên quân chi phai là mạnh lắm nha cả nhà. Đánh game liên quân chi phai là chậm luôn. Em có một tay cho nên dễ mật khẩu hơi khó nha cả nhà. Redmi Note 7 nha, RAM 4 64GB, 1.500.000 cho khách nha. Lưng đá, khách nào có dòng mua Huawei thì cứ liên hệ em nha, dòng đó lúc nào cũng có nha. Cứ mua cái gì điện thoại em, nói chung là khách nào có muốn mua máy gì đó liên hệ em có. Nhiều khi em chưa đem về để đăng video á, cứ điện hỏi em ở máy gì em sẽ có, em sẽ báo rồi em gửi hình qua cho khách nha. Máy nào cũng có hết á. Rồi cái này 1.500.000 cho khách luôn. Oppo F9, RAM 4 64GB, màn hình 6.3 6.4 gì đó. F9 F7 nha, em nói lộn nha, Oppo F7. Rồi cây này thì giá là 1.450.000 cho khách nha. Oppo F7 1.450.000 cho khách. Rồi C7 Plus còn gọi là C7 cộng, nó giống C7 Pro cả nhà. Cái loa như đài phát thanh nó khác cái là nó RAM 4 32GB thôi, nó mạnh hơn C7 Pro nhiều, nhưng mà nó chỉ trên lệch nhau 100.000 thôi. RAM 4 32GB. Chết cha, có một tay làm cũng được. Rồi C7 Plus nha cả nhà, màu vàng đồng nha, máy đẹp keng. Rồi giá 1.350.000 cho khách luôn. 1.350.000. Rồi Samsung A30, em có hai cây nha, xanh biển và xanh đen lông chuột. Rồi A30 RAM 3 32GB, màn hình 6.5, pin thì 4.000 nha. Máy full chức năng chui sạc Type-C, 1.550.000 cho khách nha. 1.550.000 full chức năng nha. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, đánh game liên quân chi phai được điều mạnh nha. 1.550.000 cho khách. Rồi C6 máy màu đỏ, màn hình 6 inch, tại Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng. Rồi cây này thì giá là 1.050.000 cho quý anh chị luôn nha. Em chuyên máy tính bảng nha, chuyên máy tính bảng iPad 4, iPad mini, Samsung, tất cả các dòng nha. Cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Em cảm ơn cả nhà. Em ship toàn quốc nha, miền Tây, miền Nam, miền Trung em đều ship hết, nói chung khách mua là ship. Còn khách nào ở xa trước khi đi liên hệ giùm em nha. Tại vì ban ngày á là tầm 4:30-5 giờ em mới ra sân động em bán. Có nhiều bữa trời mưa em không ra bán. Còn ban ngày em không có bán ngoài sân động nha. Tại nói thẳng là ban ngày ở ngoài sân động bán được, trời nắng thôi không ai mua đó. Ở ngoài đó là tầm 4:30-5 giờ mới ra bán nha. iPad 4 không xài SIM, 16GB, 10 inch nha. Tình trạng máy thì khách thường mua hàng em hoặc xem kênh em thì biết máy em lúc nào cũng đẹp trên 80% nha. Cây này không SIM, xài SIM 16GB, hát karaoke thì tầm 6-7 tiếng đồng hồ. Còn không xài dụng tuần lễ 10 bữa không hết pin nha. Máy sạch không vướng tài khoản nha. iPad 4 10 inch không xài SIM, 1.400.000 cho quý anh chị luôn. Rồi tiếp theo, dòng iPad máy tính bảng lúc nào cũng có hàng hết nha cả nhà. Rồi iPad 3 nha, iPad 3 cũng xài được Zalo, Facebook, YouTube, TikTok full chức năng nha, 10 inch luôn. Em cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok cho quý anh chị. Khách nào có nhu cầu mua ốp da thì em thường em mua là 120, em lấy của bác anh chị 100 thôi. Khách cọc 200.000 trở lên thì em bao ship. Khách cọc 100.000 khách tự trả phí ship. Chuyển khoản hết thì em cảm ơn, hoặc 5-600 gì đó tùy ý thích của khách nha. Còn khách mua hai máy thì em cũng bao ship luôn. iPad 3 32GB không xài SIM, 1.150.000 cho khách, full chức năng nha. Máy đẹp trên 80%, 1.150.000 cho quý anh chị. Rồi iPad mini,
mini 1 nha, tặng ốp da cho các anh chị, đặc biệt cái cây này là tặng ốp da nha, có một cây nha, nó có cái logo nè, tặng ốp da cho các anh chị, mini 1, 16GB không xài sim. Không xài sim thì mình xài wifi hoặc là nghe gọi cả nhà. Xài wifi, wifi của mình chia sẻ hoặc là wifi điện thoại á, rồi mình chia sẻ ra nha. Máy trước lúc nhập về bán của anh chị em đã test ok nghiêm chỉnh hết rồi nha. Có sao nói về tình trạng sao báo hết, cho xem hàng trước lúc nhận hàng. Còn shipper không cho xem hàng thì cô bác anh chị cứ liên hệ với em, chứ shipper liên hệ với em. Em cho xem hàng trước lúc nhận hàng, hàng y hình y video, không bao giờ ship hàng tầm bậy cho khách. Bán hàng trên YouTube nay gần 4 năm rồi nha cả nhà. Chữ tính đi đầu, không bao giờ làm ăn tầm bậy với khách. Em bán hàng á, nói chung là em bán hàng cho khách xài bền, cho nên khách em quay lại mua lại của em nhiều lắm. Cho nên em mới tồn tại trên mạng, trên cộng đồng tới nay là gần 4 năm rồi nha cả nhà. Cái gì cũng vậy, cái chữ tính đi đầu. Là mình bán hàng nghiêm chỉnh người ta xài rồi người ta còn truyền tay nhau người ta xài, còn mình bán đồ tầm bậy người ta xài không được thì là xong rồi đó, là mình ao á, sống trên mạng đâu được. Bây giờ nói chung là mình mua đồ là mua đồ trên mạng mà, nhưng mà cái chỗ là có chữ tín là mình bán được hoài hoài, còn bán đồ tầm bậy tầm bạ cho người ta rồi mất uy tín rồi đâu ai quay lại mua ở đâu, rồi người ta còn chửi mình nữa, mất công mình mang nghiệp nữa. Cho nên bán hàng là ok nghiêm chỉnh cho cái xài. iPad mini 1 triệu nha, giá 1 triệu. iPad mini 1 luôn, 16GB không xài sim luôn nha, giá 1 triệu. Tại vì cái máy này em mua sẵn là nó có ốp da sẵn ha, còn những máy em mua em không có ốp da thì em không có tặng được, cho nên có anh chị thông cảm giùm em nha. Còn muốn mua giùm thì em mua rồi, cũng tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, máy sạch không dính tài khoản nha, đẹp trên 80%. Nhớ chia sẻ kênh YouTube giùm em, cảm ơn cả nhà nha. Nếu mà khách nào đã xài hàng rồi em rồi đó, xài bờ nó chia sẻ giùm em rồi, em cảm ơn cả nhà nha. Giá 1 triệu luôn nha. Rồi tiếp theo Samsung, Samsung Tab A 8.0 2019, pin nó thì tới 5.000 nữa nha cả nhà, full chức năng luôn, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn nha, full chức năng nha. Máy đẹp nha, xài sim nha, 1.300.000 cho các anh chị. Nói chung em bán trên mạng là em bán, đã bán rẻ hết mức có thể cho các anh chị rồi. Tặng dây sạc nha cả nhà, nói chung em chỉ tặng dây sạc, không có con cốc nha cả nhà. Con cốc của bác anh chị lấy con cốc ở nhà xài giùm em nha, tại em chỉ tặng dây sạc thôi. Còn muốn mua cái gì thì em mua giùm, còn khách nào không biết tải Google mua máy về, mình không biết tải Zalo, Facebook, YouTube tạo tài khoản Google thì nói em tải trước khi ship cho các anh chị luôn. Rồi bây giờ em review điện thoại nha cả nhà. Rồi Samsung A22, nói chung là Thí An bán điện thoại trên YouTube nay là gần 4 năm rồi đó cả nhà. Em chỉ bán một mình thôi nha, một mình em thôi, em không bán chung với ai hết, em không có anh chị em gì với ai hết nha. Cho nên cô bác anh chị đừng có tin vào lời của người ta, người ta nói là chị của em hoặc là mẹ của em hay gì, em không có chị em gì ai đó, em chỉ bán trên YouTube một mình. Khách nào có mua hàng em đã xài rồi, tin tưởng rồi, giới thiệu bạn bè thì lưu ý cái tiếng nói em giùm, còn chuyển khoản thì lưu ý giùm em tên của em, là số tài khoản của em là đúng tên của em, họ của em, số tài khoản ngân hàng của em. Còn mua hàng ở đâu mình mua hàng về lỗi xài không được mà đổi thừa Thí An TV này là không được, mình phải giữ lại cái số điện thoại của người đó rồi mình chửi người đó, chứ đừng có mua ở đâu điện qua bên em mắng vốn nha. Tại vì em bị nói chung em cũng bị một hai người mắng vốn, cho nên em nói anh với chị mua ở đâu thì cứ liên hệ đó giùm em, còn mua ở bên em là em chịu trách nhiệm hết, em không bao giờ nói hai lời nha. Mình làm ăn đàng hoàng, trời Phật phù hộ còn hơn cái đó, còn những người gian manh gian xảo thì trời lấy lợi còn hơn cái đó nha cả nhà. Còn mình bán hàng cái chữ tín đi đầu á, thì cho nên á khách người ta mua rồi người ta quay lại. Bây giờ mình sống trên mạng á, trên đời này mình gạt được một người hai người, mình đâu có gạt được 1.000 người hay là tất cả mọi người, mình gạt một hai người thôi là xong rồi. Cho nên sống á, cái chữ tín mình đi đầu đi. A22 RAM 6 128GB em đang test ứng dụng cho các anh chị nha, RAM 6 128GB cây này tặng ấp lưng cho các anh chị luôn, chui sạc tay C màn hình 6.5 6.6 vậy nha cả nhà, 2.600.000 cho các anh chị luôn. A22 nha, xanh nhạt. Cái quay em hư rồi, RAM 6 128GB, 2.600.000 cho các anh chị nha, 2 SIM 1 thẻ nhớ. Rồi Thí An xin kết thúc video ở đây, mong quý các anh chị xem clip của Thí An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ giùm em để có động lực làm việc clip 2 cho cả nhà xem, và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà.
Chúc cả nhà buổi tối bên vui vẻ bên gia đình. Hẹn clip sau, chia sẻ kênh YouTube giùm em. Cảm ơn cả nhà nha. Chia sẻ lên TikTok nữa giùm em, cũng cảm ơn.